Nếu mà nói rằng là ngày Tết thì chỉ nói chuyện vui thôi thì cũng không đúng. Ngày Tết phải là cái ngày có chuyện gì buồn hay là không ưng trong bụng thì cũng nói thật ra. Thật sự thì có rất nhiều cái không vui khi mà người phương xa đến với quê tôi là Sài Gòn. Cứ đến gần Tết thì tôi lại nghe những bạn bè mà phần lớn là từ miền Bắc vô Sài Gòn mưu sinh thì cứ nói là Tết Sài Gòn không có giống Tết, bởi nóng, bởi không có hơi lạnh. Hoặc là Sài Gòn cũng có mùa thu, cứ vào độ cuối tháng 8 đầu tháng 9, vài cơn gió se lạnh báo hiệu mùa lễ hội cuối năm đến, thì bạn bè tôi ở xứ Bắc lại nói a giống Tết quá. Thì mình là người Sài Gòn nghe cũng rất là buồn. Thứ nhất là Tết của Sài Gòn phải là nắng thơm, phải là mùi hương của bông mai, nó rất là khác. Và ta ở nơi đâu, nơi nào dung dưỡng ta thì đó cũng đã là quê nhà thứ hai rồi. Với lại nói Tết miền Nam không có không khí lạnh là tôi không chịu, tôi cãi cho đến tận cùng. Đó là người ta chưa biết cái cảm giác chờ đợi những nụ mai anh đào đầu tiên nở trên những cái con dốc của Đà Lạt và cái hơi se lạnh đó. Và đặc biệt nữa đó là trong cái kho tàng tân nhạc cải cách hay như bây giờ người ta hay gọi là bolero, thì dòng nhạc sáng tác riêng cho cao nguyên Đà Lạt nó mang một âm hưởng có lẽ là không bao giờ pha trộn được. Thường là các bản này được viết trong cung trưởng, giai điệu rất là sáng và mang âm hưởng rất nhiều. Khi vào thập niên 50-60, tân nhạc cải cách còn chịu ảnh hưởng từ cái dòng cinema Đài Loan, Hương Cảng du nhập đến Sài Gòn, nên mang ít nhiều cái màu sắc nhạc Trung Hoa xưa. Và tất cả những điều đó với những nốt cung trưởng, với những giọng hát thanh, thường là giọng nữ, giọng kim, làm cho tôi nhớ đến cái vị se lạnh của sương giá Đà Lạt, làm cho tôi nhớ đến cái mùi của rừng thông. Và đặc biệt là trong giữa ngút ngàn sương mờ đó, chỉ cần lốm đốm vài nụ mai anh đào đủ để cho người miền Nam yêu cái lạnh đến đó du hí, chụp hình lưu niệm và nhắc nhau rằng cuối năm đến và cũng sắp Tết rồi. Nếu mà quý vị định du xuân thì có lẽ Đà Lạt cũng là một điểm đến. Ngày nay thì rất đông, lên Đà Lạt mấy ngày Tết dòm qua dòm lại dân Sài Gòn không, thì ta canh trước hoặc sau có những ngày nghỉ dài tìm đến để thưởng thức một hương vị Tết miền Nam rất đặc thù, trong hương, trong sắc và bây giờ là trong âm nhạc viết riêng cho Đà Lạt, để gửi một câu nhắn gửi rằng giả sử Tết này tôi không du xuân lên Đà Lạt được thì có ai lên đó làm ơn mang về cho tôi một chút hương vị Đà Lạt nếu bạn có lên xứ hoa đào. Bên hồ nghe chiều dương, nghe hơi gió lên vào hồn người, chiều xuân mây em trôi. Hồng reo bên suối vắng lời dịu dàng như tiếng tơ, xuân đi trong mắt biết lòng dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đạo nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hoa theo chân ai. Đứng chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lần lần trong sương khói rồi bàn hoàng theo khói sương, lá dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào,
yêu xuân nào. Ôi màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa mà lữ khách lãng hồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Gửi về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. Trong sương khói rồi bàn hoàng theo khói sương lạ dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào. Ôi màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa mà lữ khách lãng hồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Gửi về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương, giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.